Sân vận động quốc gia Lào cách trung tâm thủ đô Viêng Chăn 16 km về phía đông bắc, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2006 tại làng Dong Sang Hin, quận Sai Thani, Viêng Chăn, và chính thức được hoàn thành tháng 9 năm 2009. Công việc xây dựng được thực hiện bởi Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải Trung Quốc. Đây là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 25 tại Lào. Chi phí xây dựng vào khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Đây hiện là sân vận động lớn nhất và tốt nhất tại Lào. Nó thường xuyên là địa điểm thi đấu chính của các giải bóng đá quốc nội của Lào, cũng như các trận đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá quốc gia Lào. Sân vận động này có thiết kế 4 mặt khán đài liền mạch và thấp dần về phía sau các cầu môn. Chỉ có khán đài phía Tây và phía Đông được trang bị mái che. Toàn bộ khán đài được lắp đặt ghế đơn, mang đến sức chứa 25.000 khán giả cho sân vận động này. Mặt cỏ sân vận động quốc gia Lào có kích thước 95 m x 60 m, ban đầu sử dụng cỏ Bermuda, nhưng hiện tại đã có lẫn những mảng cỏ lá gừng.